Hello students, my name is Sloan. Welcome back to Color English Channel. Cô xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh YouTube Color English. Là cô Loan đây. Các em ơi, hôm nay cô Loan sẽ lại tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 2 nhé. Đó là bài Unit 8 in the village. Now listen and repeat. Unit 8 in the village. Và in the village có nghĩa là ở trong ngôi làng. Nội dung bài học hôm nay cô Loan sẽ giới thiệu cho các em các hoạt động diễn ra trong ngôi làng và các phương tiện đi lại trong ngôi làng là gì. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào bài thế nào. Now, let's start. Và ký tự chữ cái hôm nay các em được học là letter V và âm V. Now listen and repeat. V, V. Good job. Và tiếp theo đây sẽ là các từ vựng có âm V. The first picture. Bức tranh đầu tiên, đây là hình gì vậy các em? Đây là hình một chiếc xe tải và trong tiếng Anh sẽ đọc là van. Van. Now listen and repeat. Van. Very good. The next picture. Các em ơi, các em sẽ quan sát tranh nhé. Đây là hình gì nào? Đây là một ngôi làng và từ ngôi làng trong tiếng Anh các em sẽ đọc là village. Village. Now listen and repeat. Village. The next picture. Các em ơi, đây là gì nào? Okay, good job. Đây là một quả bóng chuyền và từ bóng chuyền trong tiếng Anh các em sẽ đọc là volleyball. Volleyball. Now listen and repeat. Volleyball. Good job. Bây giờ các em sẽ đọc lại theo cô một lần nữa nhé. Van. Village. Volleyball. Good job. Now let's move on activity 1. Listen and repeat. Chúng ta sẽ học hoạt động 1. Lắng nghe và nhắc lại. Students look at the picture. What do you see in the picture? Các em ơi, các em đã thấy gì trong tranh nào? Các bạn học sinh đang chơi một môn thể thao phải không các em? Đó là môn bóng chuyền. Volleyball. Good job. Và trong tranh còn có âm và ba từ vựng các em vừa được học. Now students listen to the audio. V. V. Village. Van. Volleyball. Now listen and repeat. V. V. Village. Van. Volleyball. Very good. Now let's move on activity 2. Point and say. Chúng ta sẽ đến hoạt động 2. Chỉ và nói. Và tranh của hoạt động 2 cũng là bức tranh của hoạt động 1. Rồi bây giờ cô Loan sẽ chỉ vào âm và từ các em sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Very good. Now listen and repeat. V. V. Village. Van. Volleyball. Good job. Now let's move on activity 3. Listen and chant. Chúng ta sẽ đến hoạt động 3. Lắng nghe và vè. Và bài vè hôm nay của chúng ta khá là ngắn và đơn giản phải không các em? Now listen and repeat. V. V. Van. This is a van. V, V, village. This is a village. V, V, volleyball. This is a volleyball. Now listen to the audio. V, V, van. This is a van. V, V, village. This is a village. V, V, volleyball. This is a volleyball.
em ơi, các em sẽ về lại bài về ngày hôm nay một lần nữa sau khi học xong bài học này nhé các em. Now let's move on activity 4, listen and circle. Chúng ta sẽ học hoạt động 4, lắng nghe và khoanh tròn. Now students look at number 1 and number 2. Các em sẽ nhìn vào câu 1. Trong câu 1 có hai tranh A và tranh B. Tranh A là gì vậy các em? Good job, car. Và tranh B là van. Number 2, tranh A là một ngôi làng và tiếng Anh sẽ đọc là good job, village. Và tranh B là một chiếc xe tải, tiếng Anh sẽ đọc là van. Ok. Now listen the audio and circle the best answer. 1. This is a van. 2. This is a village. Now listen again, please. 1. This is a van. This is a van. Đây là một chiếc xe tải. Vậy đáp án chính xác sẽ là B. Good job. 2. This is a village. This is a village. Đây là một ngôi làng. Vậy các em sẽ khoanh tròn A. Good job. Now let's move on activity 5. Look and circle. Chúng ta sẽ đến hoạt động 5. Nhìn và viết. Và hôm nay các em sẽ luyện viết letter V và âm V. Students look at this. Các em sẽ quan sát thật là kỹ cách thức viết letter V nha các em. One more time. Âm V. One more time. Very good. Và công việc tiếp theo của các em sẽ điền từ vào chỗ trống. The first picture. What is it? This is a village. Đây là một ngôi làng. Vậy các em sẽ điền âm V. V. Village. Next picture. What bóng chuyền? V. V. Volleyball. The last picture. V. V. Van. Now let's move on activity 6. Listen and repeat. Chúng ta sẽ học hoạt động 6. Lắng nghe và nhắc lại. Students look at the picture. Các em ơi, các em sẽ quan sát tranh nhé. What are students doing? Các bạn học sinh đang làm gì vậy các em? Có một bạn trai đang vẽ một chiếc xe tải. Và có hai bạn gái sát bức tranh. Và có một bạn gái đang hỏi. Và để biết các bạn này đang hỏi gì thì cô mời các em nghe đoạn audio nhé. Can you draw a van? Yes, I can. No, I can't. Can you draw a van? Bạn có thể vẽ một chiếc xe tải không? Yes, I can't. Vâng, mình có thể. Can't you draw a van? Bạn có thể vẽ một chiếc xe tải không? No, I can't. Now students, listen and repeat. Can you draw a van? Yes, I can. Can you draw a van? No, I can't. Now let's move on activity 7. Let's talk. Chúng ta sẽ đến hoạt động 7, cùng nhau nói. Và trong hoạt động 7 này các em sẽ tập nói các câu hỏi và trả lời về khả năng của ai đó có thể hay không thể làm việc gì thì các em sẽ thực hành trong hoạt động này nhé. Are you ready? Okay, very good. Picture A là gì vậy các em? Van. Picture B, volleyball. Picture C, ball. And the last picture, village. Ok, bây giờ để hỏi bạn mình có thể vẽ được chiếc xe tải không thì các em sẽ dùng câu hỏi như sau. Can you draw a van? Bạn có thể vẽ một chiếc xe tải không? Khi bạn mình có khả năng vẽ được chiếc xe tải thì bạn sẽ đáp là yes, I can. Vâng, mình có thể vẽ. Now listen and repeat. Can you draw a van? Yes, I can. Can you draw a van? No, I can't.
Can you draw a van? Yes, I can. The next question. Khi bạn mình hỏi mình là có thể vẽ được một quả bóng chuyền không, thì các bạn sẽ hỏi là Can you draw a volleyball? Mình có thể vẽ thì mình sẽ đáp là Yes, I can. Now listen and repeat. Can you draw a volleyball? Yes, I can. The next question. Câu hỏi kế tiếp là hỏi bạn có thể vẽ được quả bóng không? Can you draw a ball? Bạn có thể vẽ được một quả bóng không? Khi bạn mình không thể vẽ được thì bạn sẽ đáp là No, I can't. Now listen and repeat. Can you draw a ball? No, I can't. The last question, câu hỏi cuối cùng. Khi bạn mình hỏi mình có thể vẽ được một ngôi làng không, thì bạn sẽ hỏi là Can you draw a village? Khi mình không thể vẽ được thì mình sẽ trả lời là No, I can't. Now listen and repeat. Can you draw a village? No, I can't. Good job. Now let's move on to activity 8. Let's sing. Chúng ta sẽ đến hoạt động 8. Cùng nhau hát. Now students, listen and repeat. Can you draw a van? Yes, I can. Can you draw a volleyball? Yes, I can. Can you draw a village? No, I can't. Now listen to the audio. Bài hát hôm nay khá là dễ hát phải không các em? Ok, các em sẽ hát lại một lần nữa sau khi học xong bài học hôm nay nhé. Tiếp theo là cô Lo sẽ ôn lại các mẫu câu mà các em vừa được học nhé. Phần đầu tiên, để giới thiệu sự vật, sự việc hay một nơi chốn nào đó thì các em có thể sử dụng các câu như là This is a van. This is a village. This is a volleyball. Để hỏi và trả lời về khả năng một người nào đó có thể hoặc không thể làm được việc gì thì các em có thể sử dụng các câu như là Can you draw a van? Yes, I can. Can you draw a volleyball? No, I can't. Các em ơi, các em vừa học xong bài Journey 8 in the village. Các em nhớ xem lại video và kết hợp với sách tiếng Anh 2 để học lại các từ vựng và mẫu câu hôm nay các em được học nhé. Cô Loan hẹn gặp lại các em vào video kế tiếp. Now goodbye, see you next time.